bây giờ thì từ sáng giờ thì tôi cũng mới lên trên đây thì tôi cũng thấy ví dụ cũng có một cái số người á lên đây rồi thực tế tôi á thì tôi nghĩ ví dụ bên cái gì không cần biết đạo Phật, đạo Công Chúa, đạo Cao Đài, bất cứ đạo nào cũng quý hết trơn, chứ không phải là là cái đạo nào mà mình chơi hết trơn, đạo nào cũng quý, đạo nào cũng biết. Cái đầu tiên nhất là cái tâm, hai nữa là cái đức, hai là cái đạo đức, cái sống của con người của mình. Rồi thậm chí bây giờ cái người mà hồi sáng mà đi 12 chỗ mà lên đây đó, thì tôi không biết cái người đó ở đâu, thiệt nhận gì nó ở đâu về miền ngoài đó, thì đến đây rất là tôi thì điệu tôi cũng là một người khán giả, tôi cũng hâm mộ anh Năm Vũ Linh. Thì ai đến đây gấp một cái hương thì gặp tôi rất là quý, tôi rất là mừng, tôi rất là cảm ơn. Còn đến đây gấp một cái hương, thí dụ bây giờ có cái gì đừng nên làm, ví dụ tôi thấy thực tế tôi thấy lấy cái tờ giấy ra, tôi thấy lấy tờ giấy ra vẽ cái gì tôi không biết nữa, vẽ bùa vẽ gì không biết, cái đó là tôi không bên cái thầy này này kia tôi không có biết thiệt, mà tôi thấy cái chữ gì á không có đọc được đó, thì tôi cũng góp ý cái người mà bên cái người mà đến hồ sáng đến đây đó, thì tôi cũng góp ý thôi, cái người đó phải sửa lại thực tế. Thí dụ bây giờ đến cái chỗ nào thì tôi không cần biết thiệt, còn đến mộ của anh Năm Vũ Linh thì tất cả bao nhiêu cả trong nước và ngoài nước, cả ngoài ở hải ngoại luôn, thì cũng rất là quý cậu, thực tế rất là quý cậu, chứ không có mà ai mà không thương cậu hết. Mà cái mà ở trên mộ cậu á, thực tế bây giờ mấy em YouTube trên này thực tế quay đủ các cái gì cũng rất là đẹp, không có để mà để cái hình ảnh mà xấu hoặc này kia. Còn mấy người mà ở đâu tôi không biết thiệt, đến đây hồi sáng tôi cũng thấy như vậy, tôi cũng rất là bất bình, tôi cũng không phải gì, tôi cũng nói là cái người đó, mấy người đó cũng góp ý cố gắng làm sao đừng nên đến mộ ai tôi không cần biết thiệt, làm sao làm họ đều chỗ nào tôi không biết thiệt, mà đến mộ của anh Năm Vũ Linh là tất cả không bao giờ mà làm cái vụ đó được, không xong cái chú không được, đúng không được, chú không chấp nhận, đúng không? Đúng, không chấp nhận, đúng, chú không bao giờ chú chấp nhận cái chỗ đó. Theo như chú thì sáng mấy người đó làm gì chú? Cái đó mình có biết đâu, vẽ bùa hả? Vẽ bùa vẽ cái gì chứ, thậm chí bây giờ đã thì mình ông nghe nói là đạo Phật, mà đạo Phật của mình đâu có cái vụ đó đâu, đạo Phật của mình là đến đây thí dụ bây giờ là muốn thương cậu, tụng kinh niệm Phật cho cậu mau chẳng sanh về cõi Phật, thật tế như vậy là đúng là đạo Phật. Còn cái đạo gì mà lên đây mà vẽ bùa vẽ này kia tùm lum còn đổ để lên cái bàn thờ, mấy em thật tế tôi quý rồi, mấy em làm cái đó là đúng là chính xác, chứ không có sai, mấy em làm đúng, không có để cái sơ hở cái gì hồi đó. Là mình cũng có nhiều người xấu lên đây làm đủ thứ các cái gì, mình không có nghĩ ra cái người đó lên đây mà làm xấu hoặc này kia. Mấy em thấy cái gì cũng vậy, mấy em tôi thấy làm đi, mấy em YouTube trên này cái gì cũng là tốt hết, thấy tôi thấy cái đó là tôi thấy là tôi chấm rồi đó, chấm số 1 rồi đó, like hả? Một like hả, một like chấm số 1 đó, đúng rồi, chấm số 1, cái đó là số 1 chứ không phải là số 2 đâu, số 1 luôn đó đó, tại vì đúng, tại vì sao làm thật tế bây giờ đến đây mộ của cậu, thật tế bây giờ mình quý cậu, thật tế mình từ hồi nào giờ mình không có biết cậu, thật tế tại vì cậu lần con cậu còn sống, thậm chí mình đó mình gặp cậu, mình muốn gặp cậu cũng không bao giờ gặp được đâu, khó lắm, tại vì cậu đi hát hò đủ thứ các cái thì đâu có khi nào mà mình gặp cậu được. Còn cậu ngày nay cậu mất rồi á, cậu nằm xuống đó rồi mình mới biết cậu, cậu nằm ở đây, mình đến đây ví dụ bây giờ đến đây hấp cho cậu một cây hương thì cái đó là rất là quý. Còn ví dụ bây giờ mình có tấm lòng, thậm chí bây giờ mình mua cái cây ha, hoặc cái này cái kia đó là cúng cậu hay là đốt cái hương là rất là quý. Còn thí dụ bây giờ tôi góp ý cái người, mấy cái người đó đó nha, bây giờ đừng nên mà ví dụ lên đây một lần này thôi nha, chứ đừng có lên mà lần cuối sau nó là không được đâu, lần sau là không bao giờ cho mấy người lấy vô đâu, tập tới như vậy. Còn chỗ khác thì cho hết, chỗ khác làm cái gì cũng cần không cần biết, còn tới mộ cậu là làm cái đó là không có nên, tại vì làm cái đó là không có đúng. Tại vì sao tôi thấy lợi đó rồi, trời ơi viết cái gì mà không có gã chữ cái gì, trời ơi thậm chí tàu tay gì mình có biết đâu, thật với mấy em thật tôi thấy nhất là tài nè, chặn lợi đúng đó, tôi khen 100% luôn, tôi khen tài 100% luôn, đó là đúng. Em như chú Sáu làm vậy là sao chú Sáu? Cái đó là làm, cái đó là làm tàu lao á, cái đó là không có đúng đâu, tại vì cái sau đến đây rồi, ví dụ mà ví dụ thậm chí đưa vô đốt cách phương cho cậu
thì rất là quý. Ví dụ là bây giờ bên đạo Phật thì đến đây ví dụ niệm tụng kinh niệm Phật cho cậu theo thực tế đó là rất là quý, thực tế như vậy. Còn ví dụ tụi đến đây mà tụi gì mà làm tùm bậy tùm bạ không có đó, không có lên, thực tế như vậy thì tôi thì cũng một người khán giả thôi, chứ tôi cũng không có là người trong nhà của anh Nam Vũ Linh này. Tôi là một khán giả, tôi cũng rất là quý cậu. Thực tế tôi là rất là quý ổng, tôi mới đến đây. Ví dụ tôi đến đây tôi thậm chí tôi thấy nhiều cái gì mà tốt đẹp tôi khen, rất là khen. Còn cái đó là cái mấy người đó đến đây là cái đó là xấu đó, không có đẹp đâu. Thực tế chứ còn ngoài ra tôi không phải là tôi, bản thân tôi ví dụ mà giờ tôi không có rảnh đâu, tôi không có rảnh mà tôi đi nói mấy cái này đâu, thực tế như vậy. Thứ sáu mà, hồi sáng rồi có khán giả nói là mấy người đó là ghi đó là bùa lỗ ban hay là bùa cái gì bà la môn gì, chú Sáu biết không? Không nha, chú Sáu thì thiệt không bên thầy thiệt, chú Sáu từ hồi nào tới giờ chú không có biết thầy bà gì hết, chú không có bên là học thầy học gì hết trơn. Chứ hồi sáng đó là cái chữ đó, đó là bên thầy đó, bên thầy lỗ ban đó, bên thầy lỗ ban đó nha. Theo chú là theo lỗ bên thầy lỗ ban đó, chứ không phải đơn giản đâu. Tại vì tôi không biết thì tại vì tôi thấy cái nhìn cái chữ đồ này kia là bên đó là bên lỗ ban đó. Đó. Mấy người đó không biết động cơ họ động cơ mà đó. Làm gì kỳ cục quá trời quá đất, không có nên làm như vậy. Thực tế ví dụ bây giờ thậm chí bây giờ mình một người khán giả mình mến thương cậu, thí dụ mình lên đây mình tụng kinh niệm Phật, biết rằng người ta nói người ta bên đạo Phật đó, thì đạo Phật mình không có gì hết trơn, cứ tụng kinh niệm Phật thì ví dụ mau cho cậu mau siêu thoát về cõi Phật, thực tế như vậy. Chứ cậu nằm đó xuống đó rồi thì giật tới cái hồn của cậu, thậm chí bây giờ mình dùng mình đôi khi một người tụng kinh cho cậu, hai người tụng kinh cho cậu, bao nhiêu người cả hàng trăm hàng tỷ người tụng kinh cho cậu thì mau cậu siêu thoát, mau về cõi Phật, ví dụ như vậy. Rồi thậm chí sau này cậu mau sớm mau đi đầu thai cái khác, thậm chí cậu đầu thai là cậu làm ca sĩ sao, thật tế như vậy mình cũng không có biết được, mình nói như vậy thôi, mình cứ mong sao ước ao được như vậy thôi. Chứ còn ngoài ra tôi thấy hồi sáng đó thì tôi cũng góp ý nha, cái người đó mấy người đó đừng có nên đến đây nha, tôi thật tế tôi không phải là ấy đâu nha. Còn đến đây thí dụ bây giờ tôi không biết là đạo rồi, tôi nè bản thân tôi là tôi một người đạo Phật nè, mà bây giờ đạo Công Chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo bất cứ đạo nào tôi cũng quý hết, chứ không phải là riêng một cái đạo Phật mà tôi quý đâu, quý tất cả hết, đạo nào tôi cũng quý. Tại vì sao? Đạo làm người, đạo là bắt buộc đạo Phật, chứ đạo tất cả đạo là làm người. Mình phải có cái tâm, có cái đức này kia đó mình mới là đúng là người, là đạo là người. Chứ còn ngoài ra cái hồ sáng đó là không phải cái đạo gì á đâu, không biết thiệt cái đạo gì kỳ cục, không có vô mà làm gì đâu. Trời ơi, gì mà vô mà vẽ bồ vẽ này kia, vẽ không có chữ, không có cái chữ ra. Mà vẽ cái nó là tôi nói thiệt không mình không biết đó. Cái ý nghĩa gì hết. Không có ý nghĩa gì hết trơn á. Vẽ chỉ đó có đọc được đâu. Thậm chí giờ đưa người Tàu ta cũng đọc không được nữa, không biết cái đó không phải là chữ Tàu luôn đó. Không phải là chữ Tàu luôn, tại vì chữ Tàu tôi biết chữ Tàu. Nhưng mà hỏi chú Sáu là nó nói là đang đọc kinh cho cậu Năm. Không có. Nó, kinh Phật gì mà kiểu vậy chữ không, vậy. Không có đâu, không. Dạ. Tại vì mấy em là thật tế mấy em là bây giờ ví dụ Tài nè cũng có bên đi chùa đi đủ thứ các cái đồ này kia cũng nhiều lắm. Thì Tài vô chùa dài Tài biết rồi. Thậm chí bây giờ là đó có đơn giản như thôi, ta vô chùa làm ví dụ là mấy sư thậm chí bây giờ lễ đồ mấy ngày lễ đồ này kia đồ đó, mấy sư đọc tụng kinh đồ này kia đủ thứ các cái kinh hết chứ, nhiều cái kinh lắm mà mình mà hiểu. Cái kinh đó bây giờ mình báo hiếu một cái nữa là cái kinh đó là cắt nghĩa cho mình, dạy cho mình ví dụ là mình hiểu cái sự là có hiếu với cha mẹ đồ này kia các cái đồ hết, mình làm sao sống ở đời mình cái gì là không có để mà mình mắc hiếu với cha mẹ, một nữa là mình không có mắc hiếu được. Ví dụ là bên cái đạo Phật là không có nên mà làm tùm bậy tùm bạ hoặc này kia ví dụ như vậy. Còn cái vụ cái đạo này tôi không hiểu là cái đạo này đạo gì, tôi không biết, tôi thật tế tôi từ nào giờ tôi không thấy cái đạo này. Cái đạo này là theo con biết là cái đạo chạy từ Bắc vô Nam. Chạy từ Bắc vô Nam và làm những chuyện như vậy đó. Không được đâu. Không biết đạo gì, đó, đạo vòng vòng. Thì tôi á một người thắng giả, tôi thương cậu Năm, thật tế tôi thấy nhiều cái vụ cái gì mà bất bình á, thậm chí có gì mà đẹp đồ này kia thì thôi, chứ còn mà không cái gì mà bất bình tôi chạy lên đây tôi góp ý. Ví dụ là mấy em YouTube ở trên này tới tôi thấy mấy em YouTube tôi khen rất là khen, làm cái gì cũng đúng hết trơn. Thí dụ Tài vô đồ nồi kia mấy em ở trên này là chặn lợi không cho để cái gì bất cứ tên bàn thờ của cậu hay là mộ của cậu. Tại vì cậu á mình cứ quý cậu là lý do sao cậu hồi còn sống á mình không gặp cậu được. Thì bây giờ cậu mất rồi, cậu nằm ở nên đến đây rồi thì mình mới quý cậu, mình mới đến đây mình thắp hương cho cậu. Và tới với cậu, ví dụ bây giờ mình cứ nói một đơn giản một câu một thôi.
bây giờ cậu mất đi rồi, thí dụ mình cứ cố gắng làm sao cho cậu mau về cõi Phật, mau về cõi Phật, cậu mau đầu thai kiếp khác, thí dụ như vậy thì mình đã cậu mất rồi, mình quý cậu, thí dụ mình cứ đến đây thắp hương cho cậu thì rất là quý thôi, chứ còn đừng nên mà đến đây tôi thấy thậm chí bà vẽ tùm bẻ tùm bạ, không có đó là không có nên đó. Tôi là một cái người thắng giả thôi, chứ còn ví dụ thậm chí bây giờ là tôi nói luôn á, bên là nhà nước Việt Nam mình tập tới không bao giờ mà cho tin cái gì đoan tập tới đó, nhà nước Việt Nam mình luôn không bao giờ mà cái đạo bên, mặc dù có nhà nước ở tổng trạch đạo cũng đâu Phật, cũng nhà nước ra thì đạo, nhà nước ở đâu ra thì cũng dân, người dân cũng thành bên đạo mình thôi, thực tế như vậy thì nhà nước mình cũng cấm cản, nhất là cái tin dị đoan, mê tín dị đoan, làm tùm bậy tùm bạ, tất cả là cái đó là bỏ hết, không có nên như vậy đó. Như tôi là tôi có ý như vậy thôi, ví dụ mà thậm chí bây giờ cậu mắc rồi thì để cho cậu im xuôi, cậu đó cậu im xuôi, cậu đi về cõi Phật hay là cậu đi đâu mình không hiểu, mình nhiều cầu mong sao cậu về được cõi Phật đó, đó là mình yêu cầu, mình ước ao được cái nhiêu đó thôi. Chứ còn đừng có nghĩ ngợi cái chuyện gì mà đến đây mà làm, thí dụ thậm chí tôi có nói lúc đầu, tôi có nói mấy em trên này, ví dụ thậm chí bây giờ thắng giả đến đây, thí dụ hấp cho cậu một cây hương, mua cái gì thẩm ta không cần nhiều lắm đâu, một cái ly cà phê hay là một cái trái cây ha, hoặc này kia cúng cho cậu, đốt cho cậu cây hương, cái đó là rất là quý thật tới như vậy. Chứ đừng có nên mà đến đây mà bà vẽ ra làm bậy bạ, tôi thấy cái hồi sáng là làm bậy rồi đó. Đó sai rồi đó. Đúng rồi, tôi bức xúc chứ sao. Tôi không phải là trong nhà của anh Năm Vũ Linh này thiệt. Tôi cũng một người khán giả mà tôi thương ổng. Tại vì biết sao, ổng là tất cả cái gì cũng tôi cũng rất là thương, tôi rất là mến ổng, chứ không bao giờ mà thật tới tôi để mà trên đây mà làm tùm bậy tùm bạ. Thật tới tôi cũng như có nhiều cái mấy người lên đồng, lên cốt, lên tùm bậy tùm bạ, tôi cũng lên, tôi cũng kêu ngăn lại liền. Lúc đầu mình không cảnh giác được, mình sơ ý, mình để người ta làm cái này cái kia. Bây giờ mình biết rồi, bây giờ đến đây tôi còn thậm chí bây giờ khán giả đến đây trong nước và ngoài nước và các ba miền luôn, thật tới đến đây thắp cho cậu một cái hương là rất là quý, thật tới vậy tôi rất là mừng, thậm chí cậu cũng rất là vui, và là cậu có vong hồn cậu còn ở đó thì cậu cũng rất là quý, thật tới như vậy. Chứ đừng có nên đến đây mà hồi trời ơi đến đây mình làm tùm này tùm kia đồ này kia, tôi không đồng ý, thật tới như vậy. Còn cái vụ mà giết thì thậm chí tôi là tôi biết đó, tôi là tôi nhìn tôi thấy, ví dụ tôi cũng không phải là người Tàu, tôi người Việt Nam mình, thực tế tôi thấy tiếng Tàu tôi biết, tại vì cái tiếng Tàu nó khác, nó có dấu chấm đồ, nó đi quạch qua quạch lại, mình nhìn cái chữ Tàu mình biết. Còn cái này không phải là cái chữ Tàu, cái gì á, viết cái quạnh rồi cái quẹt lên quẹt xuống gì tùm lum tùm la hết, trời ơi. Rồi hô là cầu siêu cho cậu, cầu siêu cái chỗ nào, cầu siêu là đúng là cầu siêu cho cậu. Ví dụ bây giờ nè, bao nhiêu người đó đến đây, ví dụ đứng một hàng vậy đó, bây giờ là tụng kinh cầu siêu cho cậu, tụng kinh niệm Phật, cái đó là rất là quý. Tại vì sao, cậu là cũng một người đạo Phật, mình cũng người là đạo Phật, mình biết hết trơn, trong cái đạo Phật có cái gì mình biết hết trơn. Tại vì đạo Phật mình đâu có cho làm trong bậy trong bạ đâu, thật tới. Tại vì mình là con của Phật mà, mình làm cái gì cũng đúng. Nếu cầu siêu thì mình cũng cầu siêu kinh đồ hay là đàng hoàng, chứ không phải vẽ vậy ha. Đúng rồi, không có đâu, không có vẽ như vậy được, không bao giờ vẽ thì được. Tại vì biết sao, mình nghĩ không có nên làm gì được. Mà tôi thấy tôi rất là mừng, tôi mừng là mừng với do sao, thậm chí mấy em bị tấp trên này cản lợi, đó là đó, không cho vô, không cho làm cái gì đó, đứng ở ngoài đó. Tài cũng nói đứng ở ngoài làm gì, làm giúp bác không cho vô, ok, cái đó là tôi chấm 100% luôn. Đó, như vậy mới được. Chứ còn thậm chí bây giờ mà ta làm rồi mình có đỡ được đâu. Như đó lúc kia cái bà cái giọng lên mổ cậu đồ này kia, bà giọng mẹ rồi thì còn cái gì nữa mà mình đỡ được. Tại vì bà làm rồi. Lúc đó mình không biết. Chứ không biết, mình đã là bà làm rồi, giờ bà mình có rút lại được đâu, đâu có rút lại được. Thật thế vậy, còn bây giờ mình phát hiện, mình phát giác ra rồi thì thấy cái gì mà nó sai sai một cái. Thậm chí cái người đó đem lại, ví dụ là cúng cậu trái cây hoặc này kia hay là đốt nhang cho cậu đều rất là mừng, mình rất là quý. Mấy em đi túc đi trên này, mấy em cũng khác rất là khen, cũng như cũng có, tôi cũng thấy cũng nhiều cái tôi coi cũng thấy mấy em cũng khen nhiều lắm. Mấy cô ở đâu này kia, ở chỗ nào cũng hỏi thăm đồ, mấy cô ở đâu này kia, giờ dầm mưa dãy nắng đủ các cái, mấy em mấy cô là đây, mấy cô cắt hương cho cậu thì tụi con đây cũng quý mấy cậu, mà mấy cô mấy gì mấy chú vậy đó, thì tôi thấy cái màn cái hình ảnh vậy là tôi thấy là rất đẹp đó. Tôi rất là quý YouTube ở trên này đó, tại YouTube làm cái gì cũng rất là đẹp hết trơn, không có cái gì mà lại thành ra tôi thấy con cũng không có cái điểm nào mà xấu hết trơn. Tôi lên đây thậm chí tôi không phải là tôi định mấy em YouTube hay hoặc này kia, tôi rất là khen mấy em YouTube, thì mấy em YouTube làm đúng, làm không bao giờ mà sai cái chỗ nào hết.
Còn thậm chí bây giờ mấy em YouTube mà để mà bả mấy người đó làm vậy đó, ví dụ làm một lần một, ví dụ mình không cản được làm lần thứ hai lần sau là cậu nghĩ về cậu về về đâu đây? Nhiều, mình đâu có biết nhiều đâu. Lần, nhiều lần xảy ra. Xảy ra là sau đây chết liền đó, đâu phải giỡn đâu. Mình thực tế mình thương cậu, thực tế mình ví dụ thậm chí mình có rồi, tại vì cậu nay mắt nay là 4 tháng mấy gần 5 tháng trời rồi. Đó thì mình biết rồi, thậm chí lên đây ai cũng là các cô quý, YouTube cũng quý mà đã khán giả cũng rất là quý, đủ người thương cậu hết trơn chứ không phải là một người thực tế như vậy. Đó, còn cái hình ảnh của cậu thực tế, ví dụ mình không có để mộ của cậu mất rồi, cậu nằm đó rồi, thực tế mình không có để cái chuyện gì xảy ra hết trơn. Tại vì mình thương cậu, mình không có để cái gì mà chầm bậy tùm bạ trên mộ của cậu xảy ra chuyện này chuyện kia. Hồi trước thì mình cũng thấy rồi, thậm chí mình cũng biết hết trơn rồi, đó vậy. Đó, chứ còn ngoài ra thì tôi cũng lên đây tôi cũng vậy, tôi cũng góp ý. Ví dụ tôi cũng khen mấy em ở trên này, mấy em làm vậy tôi rất là quý, tôi rất là mến lắm. Tôi nhận thẳng tới, tôi không phải là mến một mình tôi đâu, tất cả bao nhiêu trong nước và nước, tất cả nước trong nước mình luôn mến thương mấy em. Cảm ơn chú Sáu rất nhiều hen đã chia sẻ con nha. Thì đó, thì chú Sáu thấy bây giờ thí dụ như vậy rồi, thì giờ mấy em trên này thậm chí giờ mình có duyên với cậu ngày nào hay ngày nấy thôi, là chứ còn ngoài ra của mình cũng không có, không có hạch tới, mình cũng không có chắc mà là chắc ấy hết á.